Rồi, chào cả nhà nha. Thì hôm nay nhà có làm cái tiệc ăn mừng sinh nhật của ông Phú được 4 tuổi. Nay mẹ có bắt mấy vịt đừng chuẩn bị làm đám nha cả nhà. Vịt thì nay cũng nuôi cũng mấy tháng rồi, ăn thịt được rồi. Đậu đây hết hơn rồi chứ. Mấy con mẹ? 7 con. 7 con luôn hả? Làm cái tiệc nhỏ để cúng sinh nhật cho ông Phú nha cả nhà. Ơ chừng vô cái mẹ. Đâu có chỗ đâu, còn phải lùa nó vô trong chuồng vậy. Hả mợ, ba cái lỗ chị. Bắt gì ra qua chừng. Con 3 cái lưỡi á. Cũng chặt á. Chụp hình cái này. Quay qua đây. Quay mặt lại. Rồi. Đó. Ta xong nó thì gì? Suy nghĩ. Nàng đó cho mạnh trà kia chưa? Suy nghĩ gì á? Ăn đồng đỏ. Có 10 vịt nè. Không, ơi nó vô nãy nó xúc luôn rồi. Hết hồn mà nói làm gì. Hết gì mà hết hồn vậy ông nội bà già làm gì hết hồn ông nội bà già. Phải cái đầu nó hết hồn. Phải cái đầu này cái trường nó trào lên sáng giờ không cho ăn mà nãy nó vô nó xúc cái bao đó. Không ai thấy hết. Trừ gàng nó đang ké thôi nè. Nó xuống chung ơi chết rồi này, 5 con chắc chết rồi quá. Mà nhiêu đây chắc tới nút đèn. Út rồi đâu con không xuống. Chắc chết rồi. Nay là ngày mình chỉ bị mình dịch thôi, còn ngày mai mới cúng thôi mẹ. Ngày mai mới làm thôi. À mới ưa vậy? Bà ba đạp cái chân hả? Ba đi đạp cái ưa vậy? Đạp cái đuôi đâu, đạp cái đuôi, đạp cái giờ. Đạp cái chân. Cái chân nó nói đạp cái chân mà nó nói vậy đó. Nó nói trai mẹ nó dịch được. À mới trai vậy? Ừ, đạp cái giờ chứ có đạp cái chân. Đạp cái giờ. Ừ. Mình nói tên. Vụ gì vậy? Vụ gì kỳ vậy? Vụ gì mà nhảy thế ghê vậy? Mình sẽ biết là nấu vài món cho sinh nhật chưa? Bây giờ ra trước cửa có cái dừa bị trái nhỏ nè cả nhà. Mình chuẩn bị mình đốn mình lấy củ hủ đựng mình hầm. Hình như mẹ nói lấy hầm không chứ đâu có làm gì hết cha, phải không? Tại thấy cái dừa này nó cũng trái nó nhỏ mà nó ít trái nè, nên đốn cái trống này để nữa mình trồng cái cây khác vô. Giờ mới lôi qua để dính cái điện chơi. Bo hô lôi nha Bo. Trời mưa khủng khiếp luôn. Đi nó bự bự ra nha, mình chặt bự ra. Có hầm nữa hay gì mẹ? Cái này mẹ quay. Đó cà ri. Còn cái đầu này chẻ hai không à để không nguyên. Lấy cái cặp ra đi, cái lưỡi ra đi. Còn cái này mẹ hầm. Hồi nãy mày nói làm gì? Mẹ quay phải không? Cái này mẹ quay. Này giờ mình chặt để quay. Còn bãi này chặt nấu cà ri. Xong rồi làm bảy con mấy con vịt quên ta. 7 con. 7 con vịt. Quá là lông con luôn. Bây giờ mới đầu nè. Mưa lớn mất biết. Còn gan mè làm gì mẹ? Mè gan nấu cháo đi con. Vậy được ha. Bố ngủ không? Bây giờ cái này chuẩn bị quay để mơ mình mới chặt hả chị bà? Hả? Rồi quay sơ rồi mơ mình chặt hả? À quay sơ rồi mơ mình chặt lại mình mới vô dĩa. Còn giờ mình chỉ ngày mai mình còn để đầu bổi vô nữa đúng không? Cà nữa hả? Mơ mình để la nhiên mình vô, bổi lên trên. Nước sét. Đồ không nhìn đã quá. Ừ nó mở vậy. Quá là mở luôn à. Mưa mệt quá. Mưa tắt nước ra, tắt mặt mở ra rồi mấy giờ bị vô. Cái này là bây giờ là chuẩn bị nấu cà ri ha. Cái này giờ là chuẩn bị làm cà ri nè. Cà ri này giờ mình cũng nấu sơ thôi, thì mơi mình mới bổi vô. Mơi sáng mình mới bổi. Cái này nấu nó cho nó mềm sơ thôi hả giờ? Nấu cho nó chín thôi. Rồi mơi sáng mình vô bổi. Con nhận vịt mập quá trời mỡ luôn. Quá trời mỡ luôn, vịt quá trời mập. Hình như cái này là bao nhiêu con ta? Đâu có nhớ hay gì bà? Cái này là 4 con nè. 4 con. Ờ 4 con trong agri đó đó. À. Còn đậu giò nữa ha. Hả? 4 con với đầu giò luôn đúng không? À 4 con với đầu giò. Quá trời đi. Quá trời hết đi. Hết xuyết luôn. Nấu ăn cho đã luôn. Cái này mơ cà ri cái mình ăn với bánh mì. Còn đây là chuẩn bị mình đậu dừa để mình bỏ vô hả chị bà? Mình dắt nước cốt vô. Cái này là mấy trái đây? Một. Cái đó là... Ôi có một dừa nè. Giờ sao lấy ra ta? Đây. Một dừa này hơi bự. Ngọt quá. Rồi xong hết chưa mẹ? Rồi xong hết rồi, cái này mẹ quay cũng chín này ha. Cái này cái gì? Cái này là cái gan luộc sơ. Ngày mai mình nấu cháo mà. Ngày mai nấu cháo, giờ xong hết rồi mình chờ đợi ngày mai nữa là xong. Rồi bây giờ cả nhà mình chờ đợi ngày xem tiếp thôi chương trình ngày mai nha. Rồi chào cả nhà đã trở lại nha. Ngày nay bắt đầu mình chế biến, ngày hôm qua thì mình chuẩn bị chế biến. Cái này là làm miếng tết nè, nó để vô tinh thịt quay á, thịt quay chặt lá có muối. Cái này có gì trong đây mà gì bạn? Cái này củ cải đỏ, cà chua và củ hành, cần tàu. Là mình cái này hồi mình chặt ra hả? Ừ, hồi mình chặt ra mình để lên. Đây dịch này nha cả nhà. Cái này là để hồi làm vịt quay luôn hả? Ừ, cái này mình lót cái dĩa rồi cái để vịt quay lên thì mới để cái nước sốt rồi vô, chảy nước sốt vô. Đây con này là nguyên cái nồi cà ri, cái đây xong rồi nè cái nha. Wow. Cà ri. Ủa con thịt này thịt gà hả? Gà luộc sả. À, cái này mẹ có mình thêm mấy con gà để làm luộc sả nha. Cái nồi luộc sả năm sao rồi? Wow. Chưa bỏ măng. Chưa bỏ măng luôn. Cải. Để cháo hả? Trong cháo. Cháo nấu cũng ngon á. Cháo lòng cũng ngon á. Ngon đó chứ mà. Cái này là ăn chung với rau gì mình ăn? Cái hồi chiên ăn với rau tiêu cơ. Không phải rau tiêu ăn riêu bò mà nội. Nhớ có thấy lóc cà hay gì á? Là chiên nước mắm, không có lóc cà. Cá hồi chiên nước mắm. Rồi ăn cái gì? Ăn cá hồi không có lót cái gì hết. Còn rau tiêu là tái thịt bò. Thịt bò tái. Hiểu không? Hiểu đúng rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị đừng nắm để mà hai lấy. Đây đất đây dân địa thằng nào cửa. Mọi người thấy bên kem hết hầu không? Nó cọp. Bánh kem gần bằng các bạn rồi. Gửi ra hết hồn à. Rồi bây giờ tới các bánh kem đi. Đâu rồi Mika đâu? Đây, đứa này đây. Đây, mọi người hết hồn nè. Giờ cái bánh kem giật mình. Mọi người sẽ hết hồn vì cái bánh kem này. Rồi quay qua. Mày đừng chơi vậy chứ hả? Đổi đảo giờ mi. Đổi đi. Mua đứa cái được quá. Rồi mày ca lên đi, mày ca đâu? Uống nắp đi không? Cày không hay gì hết rồi chứ. Nè. Chưa. Để mình mua đây đi mẹ. Cày đâu? Chưa đâu. Cày mà. Ấy là cày. Em nấu đổi lên. Gắn mình đây nè. Cho con mày ca đứng lên. Con dê hả? Tưởng con dê. Hay mấy năm chưa làm sinh nhật nên không biết cắm làm sao nên khổ. Bữa thơ bất hạnh. Vậy nay vô ăn sinh nhật ké gì Phú nè. Không quẹt đâu. Chưa có hột quẹt. Quẹt. Có hột Phú đâu có hột quẹt. Không hột quẹt. Mày ca ngồi xuống nè. Xuống nghe mày ca nhiệt bé nha. Rồi Phú hát happy birthday con. Hát cái kem đây, thời gian Phú đứng nghe Phú cắt cái kem này nè. Hát đi happy birthday. Hát đi bà. Ôi khổ quá, không khổ mà cho qua đi. Mời nước lên. Để vô bánh trà tụi cái này ăn này ăn được mày không? Cắt đi giờ tới mua trắng nha mày. Cắt này Hoàng. Rồi ăn cái này. Cắt cái đầu mày ra nè. Nè, đâu rồi con dao đâu mà Phú? Cắt đi. Vô cái máy này cái cây này kìa. Ôi. Rồi, được rồi. Chặt vô đầu mày ca cho nó dính một quạt luôn. Đút mày ca kìa. Rồi, được rồi, mũi ăn. Đút mày ca đó. Rồi, bây giờ cắt mày ca, cắt bánh kem ăn đi mày ca. Đứng dậy, bây giờ cắt bánh kem ăn. À, mày ca cắt đi. Ăn cái gì đấy? Chung để giúp cho. Rồi, mày ca cắt bánh kem ăn đi. Mày cắt đi con nha. Cắt bánh kem này. Ừ. Anh phun vô bánh nè. Chạy nó đâu ăn. Ăn bánh kem với mày ca nè. Thôi đừng có chết. Ừ, bóp vô. Rồi. Thôi được rồi. Nè. Để ngồi xuống dưới cái sạch cái dịch vô bánh ra. Có cái nào? Mày ca ăn bánh kem đi. Mẹ con mày chịch hồi. Bố à. Bố ơi. Gỡ cái nóng ra thôi uống cái nào. Không có ấy là không có cái dĩa hả? Ngon mày ca. Ngon không? Ngon Phú. Phú ăn đậu dê hả? Ba ăn mình dê hả? Ăn ba ăn mình lẹ. Ba ăn mình à. Cái đồng miệng dê bị ít. Ăn cái miệng luôn. Cái miệng quá của bạn. Cái miệng của bạn hả? Cái này đẹp không? Bông đậu. Bông với thịt đậu. Đây là cá mòi chiên nước mắm. Đây là thịt vịt quay. Ủa ăn với ớt hả? Ớt gà. Ớt ăn thịt gà. Đâu rồi con gái nó. Ai ngồi luôn nghe. Ngồi đi. Còn mấy bà ngồi đi. Ngồi nè. Ngồi đi. Ai không nhậu vô đây. Còn mấy bà kia trọng sưng nó nói lên luôn. Trọng sưng để cho nó ngồi đó đi. Nam nhậu để Nam đi đi. Để nó ăn luôn đi. Ủa cú trái đây đi không? Đâu trái rồi, trái rồi nè. Trái rồi nè. Trái đâu rồi, nó ăn không? Gấp thịt đi, gấp thịt đi. Rồi, mời cái Nam luôn đi. Mời cái bộ gấp thịt đi. Đó. Nên là hơi đơn giản chút xíu rồi mình Nam ơi. Sao không? Nên là hơi đơn giản chút xíu. Vậy được có gà chấm mớt thôi thôi chứ còn gấp thịt hơn thôi. Gà chấm mớt là ngon rồi. Mày ăn miếng coi coi luôn. Mày quay uống mày mặt nó nhát tao nói tao nhậu nữa. Ngon quá. Cái nào ngon con làm á. Cái hả? Con làm mà. Còn cái nào con làm không? Cái nào ngon ngon đó. Ăn đi vậy. Cho nó phải luôn miếng chiên luôn á. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Chiên cái này hả? Chiên cái đó, cái này cá mặn cá. Không dám mặn đâu, ngon không? Vừa ăn cho mặn nữa. Trang thêm một là người hết rồi đi. Ngồi luôn đi, đợi Tiết ngồi luôn đi. Ngồi đi, không có ngồi sao hết, ngồi luôn đi. Hết đi rồi. Bạn đó là như bạn này nè. Chơi cái chiều, cảm ơn mình. Bây giờ mình cũng mừng cho cái nội cháu nội ha. Bây giờ mình cưới là bạn hồi giờ uống ai được, bỏ qua dòng đi. Cái nào được, cũng cái này không làm. Cái nào rồi cũng được đó. Ra ngồi luôn đi Kha, trong chén rồi ngồi luôn đi. Nó rượu. Ừ. Hay quá. Ăn ăn đi. Chén là em. Ôi. Anh em ra uống luôn đi. Chơi ra có. Bên đây nâng ly chưa? Chưa. Uống nước ngọt có ha, nhóc, uống nước ngọt có ha. Thôi mình giờ mình nâng ly đi nè. Nâng ly đi. Cháu có chụp hình của phim nè. Nâng lên vô. 1, 2, 3, vô. Đi màu xanh. Xanh quá. Cái này bự quá. Mày giờ không về rồi tao không lấy cám gì nữa. Giờ không lấy cám nữa. Nữa chị không rồi. Kha lại uống từ Mỹ cái hay Kha, từ Mỹ ra uống cái Kha cả Kha. Lại uống từ Mỹ cái Kha, từ Mỹ kêu Kha. Xíu rồi. À, uống với chị Sơn cái Kha. Mỹ cái mà mới mà bỏ Sơn uống Kha hả? Chị Sơn Kha nữa. Quay quay quay. Bỏ mới quay rồi xuống đây, ngồi quay hoài đó. Em mới cầm một chút xíu luôn á. Tao đổ cái gì? Chứ cũng yên. Còn tới ngày kia nữa. Đâu rồi, đông lắm rốt được. Rốt được. Cũng vậy mà. Hay quá trời mà quá trời xả. Để em ngoài đúng rồi, chính xác, đúng rồi, ra đi ra luôn. Chính xác đi, chính xác. Chị bị gì vậy? Không được, vậy chứ bay bưng bà đâu uống được. Bay bưng bà là không uống được. Bưng khèm uống. Đấy, mới uống rồi, ta đó uống rồi á. Chưa chết em buồn lắm luôn á. Đúng rồi. Mới nói đây mà ai mà đâu uống thì uống đi. Đó. Gì vậy? Đưa chính xác luôn, uống cho đỏ thêm uống đỏ đây, uống cho đỏ thêm đây. Bưng lên đàng hoàng để gì? Hít gì hít chưa rồi hửng. Đây 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 cho tôi gì đâu. Vậy đó giờ là hai chị em mình đâu biết sao giờ. Cũng như lần đầu ha. Dạ, không cũng như là có đừng đừng. Phải đừng đuối. Em mà đá lượt đi em phải đá lượt về nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu có chuyện đá lượt đi lượt về không đá. Đúng rồi, chính xác. Thiếu lượt. Mà về người đá là phải làm lên nữa. Đá nữa đá thiếu chứ. Mốt để cho em luôn. Bàn này thiếu rượu cậu. Đúng rồi. Cái phải uống chứ uống nó sao? Lấy ly uống dễ chứ hả? Mãn thì dễ uống chứ không được vậy. Đây đây cậu. Thôi bây giờ về đi. Ở trong bàn đây cái giờ con uống với mỡ tươi. Mỡ tươi ly đây đâu cần uống. Đâu có tươi ly đâu cần uống. Muốn ly chứ không cần uống. Luôn. Ừ đó. Bà nói bà bệnh bà mới uống thuốc là không có được nha. Đợi vô nửa ly là đỡ. Nửa ly nè. Vô sao cạ vô xong chứ hả? Rồi. Rồi rồi Nhật tới con. Mẫu của cháu muốn xuống cam bạn. Sau đó xin chị xui của chị Kiều chuẩn bị. Cháu chạy mà đâu có ok cháu chạy đây không có khỏe đâu có đem nước thuốc thôi. Thì bây giờ thì cũng tàn rồi, bây giờ còn miếng đậu ăn này mình múc cho bà con á xung quanh rồi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha, rồi hẹn gặp lại cả nhà vào các clip tiếp theo Góc Miền Tây nha. Xin chào, hẹn gặp lại, chào tạm biệt mọi người nha. Rồi.